Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm nay thì về phía Hồng Loan cũng như là Linh Tý Bích Trâm đó cả nhà vừa thông báo một cái thông tin khá là vui liên quan đến câu chuyện của chị Ni. Thì sau một khoảng thời gian vừa qua bị gọi là nhóm thằng Thám Tử Cao nó hãm hại đó, thì Ni cũng đã chính thức xuất hiện rồi với những cái dòng trạng thái khá là vui. Hồng Loan vừa mới đăng tải: mãi là một gia đình chị ơi, vì giới mớm liền. Thì trước đó đó cô chú anh chị, Linh Tý Bích Trâm thì cũng đã đăng tải cái hình ảnh chị Ni đang đứng tại sân bay rồi. Chị Ni đang đứng tại sân bay nha cả nhà. Thì đây đó, cái hình ảnh này thì mình không biết là đang ở sân bay nước ngoài hay là Tân Sơn Nhất, nhưng mà cho thấy là Ni đang về Việt Nam rồi, sẽ có mặt tại Việt Nam trong một khoảng thời gian không lâu đâu. Thì lần này có lẽ là cũng tới công chuyện với cái bọn bá dơ này rồi, nhất là Thám Tử Cao đó cô chú anh chị. Trời ơi, mày rất là hèn Thám Tử Cao. Kèo tao đưa ra 2-3 kèo mày không dám đi thì tao đưa ông Ngô Văn Dũng em tới nhà mày luôn. Chỉ cần mày lên tiếng mày xác nhận những cái điều mày đã nói là sự thật luôn, mày cũng không dám nữa. Rồi mày lên mày xỉa xối Sang Nguyễn, rồi nào là tấn công Biêu Mập làm gì. Mấy ông đó như Sang Nguyễn nào giờ không có làm YouTube, biết lâu rồi có làm YouTube nữa đâu, chửi người ta làm chi. Mày kiếm tao nè, mày hèn hạ lắm đó Tử Cao. Điện thoại mày không dám nghe máy, rồi mày kêu gọi là cái nhóm bá dơ của mày đó, nhóm khán giả dơ của mày đó, nhóm núp lùm đó, cái ổ nhóm gọi là cái tổ chức gọi là trên Facebook của mày đang vô báo cáo cái kênh của tao. Quá hèn cô chú anh chị, tính dở trò rồi bịt miệng báo cáo kênh vàng tiền, rồi tính gọi là đánh gậy xe gọi là quýnh sập kênh hay gì. Tao thách mày luôn á, mày làm đi, mất kênh này tao làm kênh khác. Nó rất là dơ cô chú anh chị. Nó kêu cái tụi khán giả, cái tụi bên nó là vô báo cáo cái kênh của mình, sáng giờ báo cáo mấy video clip rồi còn thu hành hết mờ đó, thì nó gình nó gặp nó lên nó cắt clip liên tục, cắt clip lia chia gửi Thám Tử Cao, cắt clip rồi thì gửi cho nó, sao mà nó im ghê hay gì, không dám đáp trả gì hết. Thì ngày hôm nay đó chính thức là chị Ni đã xuất hiện rồi nha cô chú anh chị. Thì có lẽ rằng là tối ngày hôm nay thôi thì cũng sẽ có mặt ở Việt Nam rồi. Có lẽ là như vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng ngày hôm trước thì Nụ cũng đã báo tin rằng là mời ba đứa này, ba đứa bá dơ đó có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để mà chị Ni mời hỏi thăm tình hình sức khỏe từng đứa một. Trong đó có thằng Cù Cao nữa, Thám Tử Cao. Thì quý vị có thể thấy rằng là thằng Thám Tử Cao này nó rất là dơ và hèn. Đưa lên cái thông tin, chính thông tin nó đưa 99,9% nào là cha ruột, rồi cái tụi kia đu bám theo Trang Gina Mặt Trời Mới. Suốt một khoảng thời gian dài đu bám theo, cái bắt đầu đó cái là nó bị khán giả chửi, cái nó im thời gian, cái thấy chị Ni bị gọi là gặp nạn, cái hai đứa nó cái chồi lên nữa, mẹ hồi nách đó chồi lên nói lăng nhăng, nói cụi, nói đủ đứa trò tấn công ta, trong khi ta không làm gì mình hết. Cái câu chuyện của chị Ni thì như mình đã nói rồi, là gọi là giúp người, và bây giờ thì bị tụi nó trả thù hãm hại. Và khi đạt được những cái thỏa thuận bên phía nước ngoài thì chị Ni về thôi, không có gì cả cô chú anh chị. Cái điều đáng nói ở đây đó, thì nguyên một cái tổ chức hợp tác xã đã hãm hại chị Ni, thì tất nhiên Ni về thì không thể nào gọi là tha cho cái tụi này được cô chú anh chị. Thì bây giờ đó có thể thằng là Thám Tử Cao là mình gọi là nó không dám chơi với mình nữa rồi cô chú anh chị, nó không dám gọi là chơi với mình nữa rồi, thì có lẽ rằng để chị Ni xử lý nó thôi. Còn mình thì cũng sẽ âm thầm thôi, mình gọi là không nói nhiều với thằng này bá dơ này nữa cô chú anh chị, không nói nhiều với bá dơ này nữa đâu. Mình chờ gọi là cưới cô Hằng về thì cô cũng sẽ có những cái động thái với mấy cái tụi bá dơ này, Thám Tử Cao hoặc là Đinh Lan vân vân. Giờ thì chỉ muốn gọi là đưa những cái thông tin liên quan đến gọi là câu chuyện của Hồng Loan hay là show Nguyễn Phương Hằng, cho đến khi mà cái thằng này nó còn nó ngồi ngóp lên đó, bất cứ khi nào nó nhận kèo, bất cứ khi nào nhà Thám Tử Cao mày nhận kèo, mày alo, mày gọi điện thoại hay là mày viết status cho nó rõ ràng chút. Như tao kêu tên mày là kêu tên thẳng tên, tao không có kêu xiên kêu xỏ ba cái câu chuyện gọi là đưa ra cơ quan chức năng, đưa ra pháp lý. Mà mày gọi là viết tắt, viết kêu tên Hồng Loan cũng không dám kêu nữa, không có lòng đích, không có lòng đích
kêu tên Hồng Ron cũng dám kêu, kêu tên chị Ni cũng dám kêu. Tối ngày chỉ bịa đặt dựng chuyện hướng lái dư luận, gọi là ăn tiền người ta, rồi lên gọi là hãm hại người này hết thảm hại người kia. Đó chính là thám tử Cao. Nha cô chú anh chị, tao kêu tên mày đó, mày gọi là có địa chỉ rồi mà, săn tao dữ lắm mà, đe dọa tao dữ lắm mà. Đến tìm tao đi, đến tìm lúc nào cũng được. Mày khỏi nói là tao ở đâu chứ, mày muốn gặp tao alo cái gặp liền. Alo cái gặp liền. Tao hẹn mày Đồng Nai sao mày không dám đi, mình rồi săn tao à? Hẹn mày Đồng Nai sao mày không dám đi? Hèn quá hèn. Thám tử Cao ơi, mày chỉ có chiêu trò gọi là kêu mấy cái đứa gọi là lương con của tụi mày đó lên gọi là đánh phá kênh người này, đánh phá người kênh người kia, báo cáo kênh này, báo cáo kênh nọ. Mình thì có lẽ rằng trước mình cũng có lập cái kênh rồi, có lẽ là ngày hôm sau thì mình cũng sẽ làm một số video clip trên kênh đó của cả nhà để mà đăng tải lên. Mong rằng cô chú anh chị ủng hộ một kênh mới để mà dự phòng, kẻo đề phòng tụi này nó chơi gọi là bẩn thỉu cả nhà, nó chơi đâm lén sau lưng không à, nó không dám ra mặt, nó không dám gọi là chơi như một quân tử, nó chỉ gọi là núp ló sau lưng hàng tiểu nhân đâm lén người ta á, kiểu là như vậy thôi, chứ nào ra chạm mặt có khi nào nó dám đâu cô chú anh chị. Tối ngày rút rút ở nhà đó, sai mấy tụi gọi là đệ tử của nó trong cái ổ nhóm của nó nha, ổ nhóm của nó thì đâu gần cả chục người đó cả nhà, 7-8 người đó hoạt động kín trên Facebook. Đây là một cái hành vi gọi là vi phạm pháp luật vô cùng rõ ràng, và cái mục đích mà như mình đã chia sẻ rồi trong cái câu chuyện của Hồng Loan, nó không có đại diện cho bất kỳ ai cả, cá nhân là chỉ là một YouTuber thôi, nhưng mà nó đưa thông tin hướng lái dư luận trong cái vụ án. Rõ ràng trong cái câu chuyện mà là Hồng Loan đang tranh chấp tài sản mà nó lên nó thông báo rằng là Hồng Loan còn cha còn mẹ đó, mục đích mà đi tìm cha của Hồng Loan để làm gì vậy? Thám tử Cao, tìm mẹ Hồng Loan để làm gì vậy? Mày là gọi là đại diện cho ai nghe thám tử Cao? Thưa quý vị, thì bây giờ là thông tin chiều nay có lẽ rất là vui, Ni đã được an toàn trở về, còn thám tử Cao thì để quăng bên đi, mình chán quá chơi mấy con bá dơ, nói chuyện với mấy con bá dơ ghét chán quá cô chú anh chị. Thì bây giờ là Ni cũng đã chuẩn bị về Việt Nam theo cái dòng status của Hồng Loan, thì cho thấy rằng là chị ơi về với mớm liền, thì đang rất là mong ngóng Ni trở về Việt Nam, và có lẽ rằng Ni cũng đang trên đường rồi, sắp về tới rồi sắp có gọi là chuyện hay để coi nữa rồi nha cô chú anh chị. Phía phe cô Sáu đó, chú Bảy đó, thì sau khi cái đêm nhạc kết thúc thì quý vị có thể thấy rằng nhận lại rất là nhiều những ý kiến trái chiều, đặc biệt là Hồng Phượng khi mà nhận lại những ý kiến cho rằng là vẫn mang cái câu chuyện gọi là hình ảnh của cậu mình ra để bám víu hình ảnh. Thì cái vấn đề này đó cả nhà, riêng cá nhân mình á, cảm thấy rằng là cái việc mà Phượng dùng hình ảnh của cậu của mình để mà bám víu vào đó thì đây không phải lần đầu tiên. Ở đây mình nói, mình không có nói rằng là có quyền hay không là có quyền, nhưng mà mình thấy rằng đây không phải lần đầu tiên. Chứ nếu như mà không sử dụng hình ảnh đó, thì có bao nhiêu bài, có bao nhiêu cái gọi là bài hát để mà là hay đó, để mà lôi kéo thu hút khán giả đâu cô chú anh chị, vẫn phải dùng cái tên của cố nghệ sĩ thôi. Vẫn phải dùng cái tên của cố nghệ sĩ, cái hình ảnh của cố nghệ sĩ. Và Phượng, bản thân Phượng thì nói rằng là không có ngại ngùng khi mà nghe người ta nói là mình là sử dụng hình ảnh của cậu bám víu vào cái tên tuổi của cậu. Thì cô chú anh chị có thể hiểu được rằng là nếu như không bám đó thì bao nhiêu khán giả mà họ gọi là họ đến, họ xem, họ nghe, lôi kéo khán giả thì thôi cũng kệ đi, cho họ gọi là bám víu hình ảnh. Mà cô chú anh chị biết rồi, cái show đó thì họ tự bỏ tiền ra, có thành công bao nhiêu thì cũng chỉ là bấy nhiêu đó thôi. Một trong cái phòng trà vài trăm người, phòng trà vài trăm người, sức chứa có 200-300 người gì hả, thì được bao nhiêu tiền? Mà nào là mướn này, rồi thuê mặt bằng, rồi mời một số những cái ca sĩ đến đó biểu diễn, đến đó hát. Thì cô chú anh chị nào và vé cho này kia nữa thì là thành công dữ chưa. Nhưng mà được biết rằng đó, khoảng thời gian tới thì họ vẫn đang tiếp tục để mà chi tiền để làm mạnh mẽ cái điều này, mục đích là để gọi là lấy lại hình ảnh thôi, để được đi hát đi diễn. Cái điều mà mình thấy rằng họ muốn làm đó, đó chính là cho thấy là Phượng được đi hát trở lại mà không bị tấn công, để Hồng Phượng có thể
nhận được những cái show khác, chứ còn những cái chương trình này là họ bỏ tiền ra, họ bỏ tiền ra và mục đích là để cho những bầu show thấy bây giờ là khán giả hết tẩy chay Hồng Phượng rồi, cho nên á là các bầu show có ý mời thì cứ mời bình thường, chứ trước đó không ai dám mời chân á. Đây là cái điều mà mình thấy là họ muốn chạy truyền thông là cái mục đích đó thôi, chứ còn cái lời lỗ trong cái đêm nhạc, thậm chí lỗ nặng họ cũng không có quan trọng. Cái mục đích đó chính là mang hình ảnh của Hồng Phượng trở lại và cho các bầu show, cho các chương trình thấy rằng là Phượng đã được đi hát trở lại và không vướng phải những cái tẩy chay này kia. Và ngỏ lời giống như một lời gọi là gửi đến các bầu show khác, nếu như có ý mời Hồng Phượng thì là mời được rồi, bây giờ hát là không bị tẩy chay nữa rồi, không bị lên án, không bị đánh giá một sao nữa rồi. Nhưng vừa qua thì mình thấy vẫn bị nha. Nói chung là mình thấy vẫn bị rồi đó, chưa không biết có thành công dữ chưa. Lỗ tiền rồi còn thấy là chưa có được cái sự thành công gì cả, có chú chị. Còn cái vấn đề mà chị đi về thì cũng sẽ là những cái ngày gọi là chuỗi ngày mất ăn mất ngủ của Trâm Tư Cao nữa rồi. Mấy bữa dài liên quan đến cái câu chuyện gọi là cu cao lái máy bay đó, là mặt mày xanh lét hết trơn. Thì quý vị thấy những cái động thái rất là lạ của thằng này trong khoảng thời gian qua đó, nó đang gọi là, nói chung là nó năn nỉ được rồi, vợ nó cũng cho gọi là cu cao á, năn nỉ được rồi, vợ nó cũng cho một cái gọi là một cái điều để mà quay đầu, một cái đường lui đó cô chú anh chị. Chứ quý vị thấy là cả năm trời không có gọi là hình ảnh thân mật hạnh phúc, hôm nay đặt like lên gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc dữ lắm. Gia đình hạnh phúc dữ chưa. Cu cao chỉ có mày á, mày, tôi nói thiệt mày, tao biết hết, biết rõ lắm cu cao, gia đình hạnh phúc dữ chưa. Cái năm nay sao không đăng hình hạnh phúc đi chơi vậy, sao tự nhiên gọi là lòi cái vụ máy bay cái bắt đầu đăng hình rồi liên tục vậy cu cao, trời ơi. Nói chung bây giờ nó cũng trong khoảng thời gian gọi là năn nỉ để mà lấy lại tình cảm, đúng không cô chú anh chị? Tính ra là mày phải cảm ơn tao, còn đòi đe dọa săn lùng kiện tụng tao nữa, tao nghe tao sợ quá. Mày phải cảm ơn tao nha cu cao, mày mới lên clip mà cảm ơn tao đàng hoàng đi, đôi tao môi nữa đó nha cu cao, chưa bỏ qua cho mày đâu cu cao à. Chưa bỏ qua cho mày đâu, mày nên nhớ cái điều đó nha cu cao. Quý vị thấy một điều rất là lạ lùng nghe không, tự nhiên mấy năm trời cũng đăng clip đăng hình đăng ảnh gì đi chơi đi Hà Nội điền mình, đi Côn Đảo điền mình, quý vị thấy nhớ không, đi đăng chụp hình mình nói với con đó, vợ đâu, ủa vợ đâu sao đi Hà Nội điền mình chứ chụp hình mình vậy. Cô chú anh chị lâu lâu mới có một dịp mình đi xa đúng không, đã dẫn con theo rồi tại sao không dẫn vợ. Điều đó nhìn dễ hiểu thôi, nhìn là biết liền đó. Rồi nào là đi Côn Đảo cũng điền mình vậy, mà tao nói mày bữa đi Côn Đảo không phải điền mình đâu, đi hai ba mình nữa, đi hai mình thôi chứ, đi hai mình mà không phải vợ mày. Nha cu cao. Nói mà cái bữa đi Côn Đảo á là không phải mày điền mình mày đâu, nói cho mày biết mày bay từ Cần Thơ đúng không, bay từ Cần Thơ lên Côn Đảo gọi là để mà viếng mộ của Võ Thị Sáu, tại vì sao ở tù đúng không cô cao. Mình nghe nói là cô mộ của Võ Thị Sáu linh lắm, ai cầu nguyện gì cũng được, mà đặc biệt gì cái vấn đề liên quan đến tù tội đó cô chú anh chị. Cho nên là nó đã cắt công bay ra ngoài đó, trên thực tế nó không phải bay mình, vợ nó không có biết. Thưa quý vị, nói này vợ nó biết tới công chuyện nữa. Rồi thì xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chiều ngày hôm nay thì có một số những cái thông tin vui. Bây giờ thì mình nhường cu cao lại cho chị Ni xử lý nha cô chú anh chị. Giờ nó không dám chơi với mình nữa rồi. Giờ nó không dám chơi với mình nữa, nó im re luôn, không dám chứng minh gì chứ. Đi tới Đồng Nai nó cũng không dám, đưa ông Ngô Văn Dũng em đến nhà nó cũng không dám chốt. Thì cô chú anh chị thấy rằng mình chơi nét đến mức độ nào rồi. Chỉ cần lên nó xác nhận thôi là mình đưa tới nhà liền. Đó, mà bây giờ nó trốn chui trốn nhủi rồi, không dám lên tiếng, điện thoại không nghe máy. Một thằng tiểu nhân hèn hạ thám tử cao. Rồi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, xin kính chào và hẹn gặp lại.